chương 401, Hoàng hồn chi thuật. Hàng đêm không ở nhà dừng lại lâu, vài ngày sau liền trở về huyền thiên đại lục. Hắn từ đông vực xuất phát đi tới trung vực, phí hết chút thời gian mới về đến thái nhất thần cung. Ngoài bìa rừng, hàng đêm dừng bước, trong triều bên cạnh ân cần thăm hỏi, đệ tử hàng đêm xin gặp. Sau trong rừng cây truyền đến lục la trưởng lão tiếng trả lời, hắn sải bước đi đi vào. Lúc này nàng đang nằm tại trên ghế xích đu lắc lư, phơi nắng. Nàng bản thể là dây leo, bởi vậy phơi nắng đối với nàng mà nói cũng là đề cao tu vi một loại phương thức. Nàng cặp kia non chân nhỏ chân hướng về phía hàng đêm, mảy may cũng không tị hiềm. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất lâu không gặp. Nghe nói ngươi tại đông vực làm chuyện lớn, đem truyền thừa lâu đời cửu dương thánh địa đều tiêu diệt. Được a, à, Thực sự là có bản lĩnh, thật cho ta tăng thể diện. Nàng nói như vậy cũng không phải đang khen ngợi hàng đêm, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia không vui. Cái này cửu dương thánh địa chẳng lẽ cùng chúng ta thái nhất thần cung có liên quan gì? Hàng đêm hơi nghi hoặc một chút, không khỏi hỏi. Lục la trưởng lão cười nhạo một tiếng, nói, này ngược lại là không có, đông vực cách trung vực xa đâu. Chỉ là ngươi sát nghiệp quá nặng đi, để cho thần cung một ít trưởng lão không vui. Sớm đã có người tới tìm ta, muốn ta thật tốt ước thúc một chút danh nghĩa đệ tử. Ngươi cũng biết, chúng ta thần cung tâm hệ thiên hạ, những lão gia hỏa này quan sát toàn cục, không muốn nhìn thấy nhất chính là chúng ta năm vực mang hoang sinh linh tự giết lẫn nhau. Hàng đêm gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế chuyện này cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, ai bảo cái này cửu dương thánh địa ngang ngược càng rỡ như thế. Bản trưởng lão không có trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là muốn khuyên bảo ngươi, sau này loại chuyện này bớt làm một chút. Lục la trưởng lão còn nói. Nói đi. Ngươi lại có chuyện gì? Hàng đêm đi thẳng vào vấn đề phải nói, muốn hỏi lục la trưởng lão, thế gian là có phải có để cho người ta khởi tử hoàng sinh bảo bối? Thi thể còn có bảo tồn, cũng là coi như hoàn chỉnh. Lại có, là có phải có để cho yêu khởi tử hoàng sinh bảo vật? trong tay của ta có hắn yêu đan, phải chăng có thể giúp đỡ phục sinh? Ngươi muốn phục sinh người đối với ngươi rất trọng yếu. Lục La hỏi. Hàng đêm gật đầu một cái, một cái là ân sư của ta, một cái là diều dắt trưởng bối của ta. Lục La trầm ngâm chốc lát, nói, chuyện như thế đúng là nghịch thiên mà làm. Nếu là cưỡng ép vì đó, sợ bị đại đạo phản vệ. Hàng đêm trầm giọng nói, còn xin trưởng lão chỉ giáo. Lục La thấy hắn như thế, than nhẹ một tiếng, cũng được, cũng được. Ngươi đã quyết định, Bản trưởng lão liền thành toàn ngươi. Yêu đang vẫn còn tồn tại, thì yêu hồn tất có một tia ngủ say trong đó, ngươi chỉ cần tìm được một cái cùng này yêu đồng tộc trứng hoặc là còn tại dựng dục đồng loại phôi thai, lấy bí pháp đem hắn đưa vào, liền có thể để cho hắn mang theo ký ức trùng sinh." Lục La nói. Phương pháp kia hòa thuận vui vẻ mỹ đổ toa nữ vương phía trước dạy hàng đêm đơn giản giống nhau như đúc. Đến nỗi để cho người cờ hờ Tết hoàng dương, càng khó làm hơn đến, bởi vì trong thi thể đã không còn hồn phách, muốn chiêu hồn cũng không dễ dàng hơn nữa muốn ở tại hồn phách chuyển thế đầu thai phía trước đem hắn triệu hồi, bằng không thì một khi hắn chuyển thế trùng sinh, liền không còn là hắn. Bình thường tới nói, vào luân hồi chuyển thế, có chừng thời gian 3 năm. Có tác dụng trong thời gian hạn định phải chăng, nàng hỏi. Còn có thời gian. Hàng đêm trả lời. Cửu dương thánh địa xâm chiếm là 2 năm trước phát sinh, hắn bây giờ còn có hơn mấy tháng thời gian. Chiêu hồn chi vật ở vào chí âm chí hàng chi địa, kỳ danh rơi u thảo. Duy nhất nghe nói có rơi u thảo địa phương sinh trưởng, kỳ thực là tại trong dị vực lớn cư Lục La nói. Tại dị vực. Hàng đêm lông mày nhíu một cái, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Dị vực sinh linh cùng năm vực mang hoang sinh linh đời đời kiếp kiếp là địch, muốn tới nơi đó tìm rơi u thảo phong hiểm quá lớn. Bất quá đây là hy vọng cuối cùng, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đi thử một lần. Đa tại trưởng lão chỉ giáo, ta này liền xuất phát. Hắn hướng lục la trưởng lão chắp tay, quay người cáo lui. Bất quá lục la lại gọi lại hắn, thản nhiên nói, nhìn ngươi tiểu tử này vẫn rất có hiếu tâm, bản trưởng lão liền giúp ngươi một cái. Tay nàng vung lên, một cái nhìn rất là bình thường lá cây triều hàng đêm bay đi. Đem mảnh này lá cây mang ở trên người, dị vực sinh linh liền cảm giác không đến chúng ta năm vực mang hoang sinh linh khí tức. Bất quá lá cây này cũng không phải vạn năng, thực lực nếu như mạnh hơn bản trưởng lão, liền có thể một mắt xem thấu ngươi ngụy trang. Lục La nói, hàng đêm không nghĩ tới cái này chỉ thiết công kê cũng có nhổ lông một ngày, vội vàng nói cảm ơn hàng đêm mình tới ngoại giới mua mấy trương dị vực địa đồ. Đi qua dị vực sinh linh ít càng thêm ít, cho nên hàng đêm đối địa đồ tính chân thực ôm lấy rất lớn hoài nghi, lúc này mới mua hơn mấy trương, lấy làm so sánh. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật sau đó, hàng đêm liền xuất phát đi tới dị vực chiến trường. Nơi đó là ly dị vực gần nhất chỗ, lại có hắn đã rất lâu không có trên chiến trường đánh giết dị vực địch nhân. Cho nên trước khi đi, hắn còn trên chiến trường, giết nhiều một chút dị vực địch, thuận tiện càng sâu đối bọn hắn hiểu rõ. Muốn đi tới dị vực, cũng không có minh xác lộ. Chỉ có thể tại giới vực phụ cận tìm kiếm không gian điểm yếu, tùy thời tiến vào. Những cái kia tới năm vực mang hoang dị vực sinh linh, cũng là tiến vào như vậy. Bây giờ hắn đã đi tới giới vực khu vực biên giới, đây là từng tòa hoang vu núi cao. Hắn du tẩu tại khu vực biên giới, nhìn phía dưới tính tình tìm kiếm có thể đột phá bạc nhược điểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt hắn cũng tại giới vực phụ cận du đảng nửa tháng. Hoặc đầu hắn còn có kiên nhẫn, bất quá hiện nay kiên nhẫn đã bị tiêu ma không sai biệt lắm đến mức mấy ngày gần đây nhất hắn liền nghỉ ngơi cũng không dám nghỉ ngơi, sợ đến đến lúc đó, thời gian không kịp. Bây giờ hắn như bình thường, chẳng có mục đích đến tại giới vực phụ cận du đảng. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo đặc thù khí tức, để cho hắn trong nháy mắt thanh tĩnh. Đây là dị vực sinh linh trên thân đặc hữu hương vị, hẳn là có dị vực sinh linh từ đối diện tới. Cái này cũng mang ý nghĩa, phụ cận có thể thông qua bạc nhược điểm. Hắn vội vàng tinh thần phấn chấn hơi thở đầu nguồn chạy tới, ở nơi đó thấy được một cái cao gầy trắng nõn mỹ phụ nàng cũng không phải là nhân tộc, mà là bán yêu các loại, trên người có rõ ràng yêu tộc đặc thù. Mỹ Phụ nhìn thấy hàng đêm cũng rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình vừa ra tới liền có thể đụng tới con mồi. Thật cường tráng thân thể. Không tệ, ta muốn đem ngươi thu làm chiến sủng. Nàng hưng phấn đến nhìn về phía hàng đêm, trực tiếp hướng hắn công tới. Hàng đêm giơ tay chém xuống, trực tiếp đem cái này đẹp yêu phụ đánh thành hai nửa. Chính là phụ cận đây, hắn thu hồi đao, cẩn thận ở phụ cận đây tìm kiếm. Hắn rất nhanh liền tìm được hắn muốn tìm được cái chỗ kia, đi vào. Đây là giới vực trống không khu vực, trước đây Kim Ô tộc Vương tử đều có thể trực tiếp thông qua, lấy hàng đêm bây giờ thể lượng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đây chính là dị vực sao? Hàng đêm lẩm bẩm nói, vội vàng rời đi phụ cận đây. Năng lượng thiên địa càng thêm nóng nảy, khó trách dị vực sinh linh thực lực phổ biến đều biết mạnh một chút. Hắn muốn đi đến chỗ lớn khư cách nơi này có chút khoảng cách. Hắn mua mấy bộ trên bản đồ đều đánh dấu, lớn thư ở vào dị vực Tây Nam biên thùy phần cuối. Chương 402, trí mạng cảm giác quen thuộc. Dị vực diện tích không chỉ so với năm vực mang hoang lớn, hơn nữa còn nắm giữ diện tích lớn bình nguyên khu vực. Cái này cũng mang ý nghĩa, dị vực sinh linh số lượng cực kỳ hưng thịnh, cái này cũng là bọn hắn tại lâu dài trong đấu tranh một mực ở vào thượng phong nguyên nhân. Hàng đêm một đường thấy càng nhiều, thì càng kinh hãi. Nếu là cái nào một ngày giới vực triệt để tiêu tan, dị vực hơn nửa đời linh năng đủ tùy ý tiến vào năm vực mang hoang, vậy nhất định lại là một hồi tai nạn. Dị vực quá lớn, hắn cho dù có địa đồ nơi tay cũng rất khó không đi đường quanh co. Muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến đại khư, vẫn là phải ngồi lui tới thương thuyền. Bây giờ, hắn ở một tòa tên là nghiệp thành cỡ lớn thành thị, đây là dị vực bắt bộ một cái trung chuyển đầu mối then chốt. Hắn đem ngồi kim hỷ thương hội thương thuyền, từ phương bắc bay hướng ở vào tây nam vùng vu quốc. Chờ đến vu quốc, hắn chỉ cần lại hướng nam đi thẳng liền có thể đến đại khư. Bỗng nhiên, hắn tự hồ cảm giác được cái gì, lập tức quay đầu đi. Có người ở nhìn trộm hắn, hơn nữa kẻ nhìn lén cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhưng loại này cấp bậc cường giả, dù là ở chỗ này cũng tuyệt đối có một chút địa vị, không cần thiết tới ngồi thương hội thương thuyền mới là. Hắn không có phát hiện là ai đang dòng ngó hắn, đảo mắt một mắt sau thu hồi ánh mắt. Lúc này, thương thuyền đã ra, kim hỷ thương hội người hét lớn bọn hắn lên thuyền. Hàng đêm đi theo phía trước mấy người đến trên thuyền buông. Chiếc này thương thuyền rất lớn, đội bộ buồn nhỏ trên tàu chia làm hai tầng. Hàng đêm đi dạo một vòng sau đó, liền biết chiếc này thương thuyền là đưa tới cửa hàng hóa năm vực mang hoang chi địa có túi trữ vật loại này không gian pháp bảo dị vật tự nhiên cũng có loại kỹ thuật này nhưng túi trữ vật là trang không được vật sống cho nên những thứ này thương thuyền vận chuyển là nô lệ những nô lệ này bị giam tại trong lồng giam khóa tại trên từng gian buồng nhỏ trên tàu uy đừng làm loạn đi a à. trở về khoang thuyền của ngươi đi lúc này bỗng nhiên có thương hội hộ vệ hướng hắn đi tới mở miệng thuyết phục hàng đêm dựng nhân gia thuyền tự nhiên đã không còn gì để nói, thành thành thật thật phải hướng về khoang thuyền của mình trở về. Cái này dị vực thông cứng rắn hàng, cũng đồng dạng là huyền thạch. Nhưng cùng nơi này năng lượng thiên địa một dạng, nơi này huyền thạch ẩn chứa năng lượng cũng so phổ thông huyền thạch càng táo kỉnh một chút. Năm vực mang hoang nơi đó huyền thạch hiện lên cho tinh sắc, mà ở trong đó huyền thạch sẽ ngâm đen một chút. Hàng giả dạ chi phía trước chém giết qua dị vực vương tộc, còn có cái kia kim ô vương tử thứ ở trên thân, Mỹ đổ toa nữ vương không cần cũng toàn ở ở đây hắn hơi có của cải hắn tự nhiên sẽ không giống những người khác mấy người chen tại một gian chật hẹp trong khoang thuyền mà là tốn thêm ít tiền tự khai một gian khoang thuyền hắn trở lại khoang thuyền của mình sau khi tiến vào lại đột nhiên bị sợ hết hồn bởi vì hắn đơn độc trong khoang thuyền vậy mà thêm một người người này một bộ áo đỏ búi tóc cao bàn trên mặt cũng mang theo một bộ mạng che mặt cô nương căn này là ta đơn độc mướn ngươi hàng đêm nói nữ tử nghe vậy giơ tay lên vỗ mông một cái chỗ bên cạnh ra hiệu hắn ngồi lại đây quỷ dị này nữ tử áo đỏ cho hàng đêm một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như có loại không nói được quen thuộc. Nữ tử áo đỏ thấy hắn không có phản ứng, mở miệng hỏi, ngươi là từ năm vực mang hoang tới a? À? Lời vừa nói ra, hàng đêm lập tức biến sắc. Hắn nhớ kỹ trước khi chia tay lục la trưởng lão nói, phàm là có thể nhìn thấu hắn ngụy trang người, xác suất rất lớn thực lực sẽ mạnh hơn nàng, yếu nhất cũng có thể cùng nàng ngang hàng. Lục la trưởng lão thế nhưng là hòa thuận vui vẻ Mỹ đổ toa nữ vương cùng cấp bậc thậm chí càng mạnh hơn một chút tồn tại. Còn mạnh hơn nàng, đây chẳng phải là. Hàng đêm đã chuẩn bị chạy, nhưng vào lúc này, nữ tử áo đỏ còn nói, chớ sợ, ta cũng là từ năm vực mang hoang tới, là người một nhà. Nói đi nàng liền rõ ràng lộ ra một tia nguyên bản khí tức, dùng cái này chứng minh chính mình. Hàng đêm hơi nhẹ nhàng thở ra, tốt xấu là người bên kia. Muốn thực sự là dị vực cường giả, hắn hôm nay hơn phân nửa phải viết di chúc ở đây rồi. Tới A, nữ tử áo đỏ lại hướng hắn vẫy vẫy tay. Hàng đêm đi tới, đang muốn ngồi xuống đã thấy nữ tự áo đỏ đột nhiên bạo khởi một quyền đập vào trên trán của hắn nàng tốc độ ra quyền quá nhanh hàng dạ căn bản không kịp phản ứng một quyền này cũng không trí mạng chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu mà thôi không biết qua bao lâu hàng đêm mơ mơ màng màng mở mắt đập vào tầm mắt chính là một đôi trắng nõn cặp đùi đẹp còn có cái kia dẫm ở trên màu đen giày cao gót non đủ nhưng hắn giờ phút này căn bản vô tâm thưởng thức tuyệt vời này hình ảnh bởi vì hắn bị trói bị một cây rất quỷ quá dây thừng gắt cao cột hắn muốn đem thân thể thu nhỏ, trực tiếp từ dây thừng bên trong chui ra ngoài, nhưng cái này dây thừng cũng sẽ đi theo thu nhỏ. Hắn muốn đem thân thể bành trướng, đem dây thừng sụp ra, nhưng nó cũng đi theo biến lớn, căn bản không thoát khỏi được. Tốt, đừng phí sức. Lúc này, trước người hắn hồng y nữ tử kia lười biến đến nhếch lên chân bắt chéo, một mặt hài hước nhìn xem hắn. Ngươi! Ngươi làm cái gì vậy? Hàng đêm chất vấn. Ta nhưng không có trêu chọc ngươi. Nội tâm của hắn khổ tâm vô cùng, ai có thể nghĩ tới tùy tiện ngồi cái thuyền, thế mà cũng đụng tới loại sự tình này. Nữ tử áo đỏ nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, nàng duỗi ra tay nhỏ, trên lòng bàn tay bốc lên hỏa diễm. Hàng đêm nhìn xem nàng lòng bàn tay hừng hực diễm hỏa, con ngươi không khỏi co rụt lại, thân thể liều mạng đến dãy dụa. Khó trách hắn tại không có bên trên thương thuyền thời điểm, đột nhiên cảm giác có một người quen thuộc người ở chung quanh. Hắn cuối cùng minh bạch cổ này cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Nam phong nữ vương đã từng bị ma hoàng đã thương, trên thân còn sót lại có phượng hoàng hỏa ấn, là hắn đem phượng hoàng hỏa nuốt chửng lấy. Giờ phút này nữ tử áo đỏ trên tay thiêu đốt hỏa diễm, chính là phượng hoàng hỏa, thân phận của nàng vô cùng sống động. Ma hoàng. Ngươi là ma hoàng. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hàng đêm trợn tròn mắt. Ngươi chính là hàng đêm A. À. Trước kia tập kích bất ngờ quân ta hậu phương, cướp ta ba năm lương thảo đồ quân nhu mộ hổ. Ma hoàng cười ha ha, cướp cướp từ giày cao gót bên trong rút ra, trực tiếp được đà lớn tới, hàng đêm không chịu nổi hắn nhục phấn khởi phản kháng nhưng bị căn này phá dây thường cho nắm đến xếp sao nói đến ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi bất quá ngươi luyện hóa ta phượng hoàng hỏa điểm ấy ta tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm đừng tưởng rằng ngươi đã sớm bình an vô sự kỳ thực bản vương đã sớm lấy được chân dung của ngươi ngươi thật sự cho rằng tại mang hoang chiến trường nhiều năm như vậy có thế lừa gạt được nếu ta không có sự tình khắc phiền nhiễu đã sớm nên đi xử lý ngươi không nghĩ tới a à, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp ngươi nàng cười rất là đắc ý nhưng một giây sau lại đột nhiên đổi sắc mặt ngươi ngươi cái tên này không phải hổ sao như thế nào học lên cẩu tới nàng tức giận phải xem lấy hàng đêm không chịu nổi khi nhục hàng đêm trực tiếp cắn một cái vào chân của nàng gắt gao không buông ra đi chết phịch một tiếng nàng đem hàng đêm trực tiếp văng ra ngoài trọng trọng đụng vào chung quanh từ nàng chống lên kết giới bên trên nàng cúi đầu nhìn mình cái này trắng nõn chân trên chân vậy mà nhiều hai hàng dấu răng tức giận đến hô hấp đều tăng thêm ngươi cái tên này lại chọc ta sinh khí nàng lạnh trên một tiếng nguyên bản còn muốn cho ngươi một cái thống khoái bây giờ nhìn vẫn là miễn đi giữ lại chậm rãi dày vò chương 403, ma hoàng mục đích hàng đêm nguyên lai tưởng rằng bây giờ mình coi như không phải nàng cấp độ kia cường giả đối thủ nhưng ở trước mặt các nàng muốn toàn thân trở ra cũng vẫn là có khả năng nhưng thực tế cho hắn hung hăng một cái trọng quyền Tuy nói nàng vừa rồi có đánh lén hiềm nghi, nhưng giữa hai người trên lệch chính xác không nhỏ, hắn căn bản không có phần thắng. Lại nói tiểu tử ngươi tới nơi này làm gì? Ma Hoàng nhìn về phía bị trói trên mặt đất hàng đêm, lại mở miệng hỏi. Hàng đêm lạnh trên một tiếng, cũng không giúp cho đáp lại. Hắn mặc dù tài nghệ không bằng người, nhưng tất nhiên hoành thụ cũng khó khăn trốn kiếp nạn, chẳng bằng ngạnh khí một điểm. Ma Hoàng thấy hắn như thế, cười lạnh. Đang muốn giơ chân lên dùng sức chà đạp hắn, nhưng lại nhớ tới vừa mới phát sinh, tạm thời cũng liền coi như không có gì. Tính toán, người thí sự ta cũng không muốn biết. Nói đến ngươi cái này thân khí huyết ngược lại là thật thịnh vượng, không tệ, không tệ. Nguyên bản ta còn muốn, chờ đến vu quốc chi sau, thuận đường trảo mấy cái khí huyết thịnh vượng vu tộc người nhìn, lần này ngược lại là tiện lợi. Ma Hoàng cười cười, lại nhắm mắt lại, lười biến đến nằm nghiêng. Hàng đêm không có ngồi chờ cờ hờ kết, hắn muốn chạy trốn ra buồn nhỏ trên tàu. Nhưng ở đây hoàn toàn bị Ma Hoàng kết giới bao phủ, coi như hắn đánh vỡ đầu cũng không xuất được. Thời gian này lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Các vị, phu quốc đến, còn xin xuống thuyền. Kim hỷ thương hội người ở trên hành lang hét lớn, tất cả mọi người từ trong khoang thuyền đi ra. Lúc này hàng đêm, cũng từ trong phòng đi ra, ma hoàng thì đi theo phía sau hắn. Bây giờ hàng đêm thoạt nhìn không có bị ước thúc, kỳ thực có một đầu ngoại trừ ma hoàng bên ngoài ai cũng không thấy được tuyến đang thao túng hắn. Cái này cũng là ma hoàng thủ đoạn, bản lãnh của nàng so với hàng đêm trong tưởng tượng lớn cũng khó trách nàng hung mảnh như vậy, đánh mang hoang miền Nam yêu quân liên tục bại lui. Cuối cùng đến vô quốc. Xuống thuyền sau, ma hoàng duỗi lưng một cái. Một đôi bánh bao lớn bố linh bố linh phải lung lay, rất có co giảng. Hàng đêm cứ như vậy trừng trừng nhìn chầm chầm, không chút nào kiên kỵ, còn nói, hảo nải. Hắn lúc này thô bị phóng đảng, đã hoàn toàn ngã ngửa. Ma hoàng nghe vậy, hơi có chút không vui phải xem hướng hàng đêm, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây roi, triều hàng đêm rút tới. Bột một tiếng, cái roi này đánh không chỉ có là hàng đêm nhục thân, còn có linh hồn của hắn. Hàng đêm làm bộ kêu trên một tiếng, phối hợp nàng biểu diễn. Trên thực tế loại trình độ này tổn thương, hắn căn bản là không có cảm giác gì. Hắn là từ trong tử vong chi cốc bò ra tới, lại cùng quỷ dị chống lại qua. Mặc kệ là nhục thân vẫn là linh hồn, tính bền dẻo đều đã vô cùng cường đại, nàng cuộc căn bản chính là tại Cù Lét. Trong tay hắn một tờ cuối cùng bài chính là quỷ dị si mộng, hắn vẫn không có dùng đến. Đợi đến nàng chân chính muốn động thủ giết hắn thời điểm, hắn mới có thể cuối cùng liều một phát. Thực sự là tiện cốt đầu, đánh ngươi một đường, ngươi còn dám cùng ta trổ tài miệng lưỡi nhanh. Ma hoàng hừ lạnh. Hàng đêm căn bản không cần nàng, tự mình đi về phía trước. Bất quá vừa đi chưa được mấy bước, liền bị nàng dùng cái kia ẩn hình dây thừng kéo lại. Nãi hoàng, ngươi tới dị vực làm gì chứ? Hàng đêm lại hỏi. Ma hoàng vừa đánh qua hắn, đã lười nhắc động thủ nữa. Nàng không có trả lời hàng đêm, cũng chỉ cười ha ha. Nàng mang theo hàng đêm rời đi vu quốc, đang tại đi tới đại khư trên đường, mục đích của nàng mà thế mà cũng là đại khư. Đại khư tại dị vực thế nhưng là một cái mười phần đặc biệt tồn tại. Dị vực các tộc luôn luôn đem đại khư coi là là cấm khu, ngoại trừ không sợ cờ hờ kết, bằng không thì không ai dám đi vào tản bộ. Nghe nói đại khư bên trong có quái vật, những quái vật kia linh trí cực kỳ thấp. Bọn hắn tự hồ không có năng lực suy tính, một lòng chỉ biết sát lục, những quái vật này cũng được xưng chi vì ma thú. Đại khư bên trong ma thú chưa từng có rời đi đại khư qua, bởi vậy dị vực các tộc cũng xưa nay sẽ không chủ động đi vào treo chọc bọn hắn. Hàng đêm muốn tìm rơi u thảo căn cứ vào lục la trưởng lão nói tới, có xác suất hội trưởng tại trong đại cư sông Hồ Phụ Cận. Nơi này chính là đại cư. Rời đi vu quốc sau bọn hắn lại đi tiếp một đoạn, rốt cuộc đã tới chỗ cần đến. Phía trước nửa bầu trời đều bí mật trong bóng đêm, trong ngoài tương phản đặc biệt lớn. Ma hoàng âm thầm chìm khẩu khí, lôi kéo hàng dạ vãng đại cư bên trong đi đến. Tiến vào đại cư sau đó, hai người bọn hắn rất nhanh liền bị ma thú tập kích những ma thú này hai mắt tinh hồng chính xác như trong truyền thuyết như thế căn bản không có năng lực suy tư nhìn thấy người liền ngao ngao xông đi lên không có mục đích khác vẻn vẹn vì sát lục bọn hắn gặp những ma thú này có mạnh có yếu yếu liền hàng đêm tiểu nhi tử đều đánh không lại nhưng mạnh hàng dạ đô ẩn ẩn cảm giác có chút nguy hiểm hẳn là nơi này bây giờ ma hoàng mang theo hàng hôm qua đến một tòa rộng lớn hồ lớn trước mặt hắn tọa rộng lớn trên hồ lớn hiện ra từng trận hắc khí nước hồ màu sắc cùng bầu trời một dạng đen như mực tiểu tử, lưu ngươi lâu như vậy, đến lượt ngươi phát huy được tác dụng. Ma Hoàng nhìn về phía hàng đêm, nàng dọc theo đường đi thế nhưng là nhìn rất lâu. Nhiều lần kém chút nhịn không được, nghĩ một cái tác chụp cờ hờ kết hàng đêm. Nàng một tay lấy hàng đêm kéo đến trước mặt, sau đó móc ra một cây chủy thủ xẹt qua hàng đêm cổ tay. Nhưng không nghĩ chỉ là có hỏa hoa lấp lóe, cây chủy thủ này căn bản không phá nổi hàng đêm nhục thân phòng ngự. Ma Hoàng Long mày nhíu một cái, hừ lạnh, ngươi cái tên này cũng rất cứng rắn. Tính toán, liền không lấy máu, chậm rãi câu chính là bằng không thì nếu là ngươi cơ hờ tết hẳn ta còn không có đem vật kia câu lên tới còn phải đi bắt đại ma thú phiền phức nói xong nàng liền móc ra một tấm ghế đẩu to mập bờ mông ngồi xuống cùng lúc đó hàng đêm cảm thấy một cỗ lực đẩy đánh tới hắn trực tiếp bị tiến lên trong hồ nước hắn có thể cảm giác được ma hoàng điều khiển hắn tuyến còn tại thực sự là lẽ nào lại như vậy gia hỏa này coi ta là mồi câu hàng trong đêm tâm vẫn hận không thôi bằng vào ta làm mồi nhữ gia hỏa này đến tột cùng muốn câu cái gì a? À? hàng đêm nhìn xem cái này tối như mực, sâu không thấy đáy hồ nước, nội tâm bỗng nhiên có một loại âm thầm sợ hãi, loại cảm giác này làm cho người ngạt thở. nhất là ma hoàng không ngừng đem tuyến buông dài, để cho hắn nặng đến càng ngày càng sâu, càng ngày càng xa. mặc dù nội tâm có loại âm thầm sợ hãi, nhưng hàng đêm vẫn như cũ có thế bảo trì đầu não thanh tĩnh. thời khắc này tình cảnh đêm không phải như vậy tao, theo tuyến càng phóng càng dài, ma hoàng đối với hắn lực khống chế cũng sẽ càng ngày càng yếu có lẽ có thể tìm một cơ hội chặt đứt nàng thêm tại trên người hắn quỷ dị chi vật bờ hồ ma hoàng móc ra một cái giống cây dừa đồ vật đưa nó gác ở trên đại hùng lại dùng một loại thực vật thân làm ống hút trực tiếp đem so sánh chuẩn miệng nhỏ thích ý uống vào nàng tới đây là vì câu âm dương ma cá loại cá này giàu có năng lượng đặc thù đối với nàng đột phá thập bát giai vô cùng có trợ giúp dĩ vãng nàng thường xuyên lẻn vào dị vật tới đây câu cá đáng tiếc cũng chỉ câu được qua một lần cái kia một con cá giúp nàng một chút sức lực để cho nàng thuận lợi đột phá đến 17 cấp. Đã nhiều năm như vậy, nàng bây giờ lại nhanh đạt đến bình cảnh đột phá kỳ, thế là liền nghĩ lại câu mấy con cá đi lên. Hy vọng lần này vận khí có thế tốt một chút, nàng thầm nói, kiên nhẫn chờ lấy. Chương 404, lớn cư đưa tan giả. Hàng đêm theo mạch nước ngầm tại trong hồ nước lắc lư, hắn đang không ngừng nếm thử tránh thoát ma hoàng khống chế. Nhưng trước mắt khoảng cách này, ma hoàng đối với hắn lực khống chế còn rất mạnh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước đột nhiên sáng lên hai ngọn đèn lồng vậy dĩ nhiên không phải là đèn lồng, mà là một loại nào đó sinh linh con mắt. Phát ra kim quang đôi mắt, hướng về hắn nhanh chóng di động, hình thể của nó không nhỏ, liền chung quanh mạch nước ngầm đều bị ảnh hưởng. Lúc này hàng đêm hoàn toàn bị phong cấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xông lại. Gần một chút lúc, hắn thấy rõ cái này chỉ sinh vật toàn cảnh. Đây là một con cá lớn, bây giờ nó hé miệng, muốn một ngụm đem hắn nuốt vào. Ngay tại hàng đêm bị nó ăn vào trong miệng một khắc này, ma hoàng tại hàng đêm trên thân bố trí thủ đoạn phát huy hiệu quả. Chỉ thấy một đạo dây đỏ từ trên người hắn bắn mạnh mà ra, cắm vào miệng cá bên trên. Bên bờ, ma hoàng một mặt hưng phấn. Ha ha! Mắc câu rồi! Mắc câu rồi! Lần trước cá cắn câu còn không có nhanh như vậy, tiểu tử này thật đúng là một cái hảo con mồi. Nàng kéo động cái kia vô hình sợi tơ, đem hàng đêm kéo trở về. Đầu kia âm dương ma cá tự nhiên không cam lòng cứ như vậy bị bắt, điên cuồng đến giải dụa. Nhưng lưỡi câu gắt cao cắn nó, mặc cho nó như thế nào va chạm đều không biện pháp âm dương ma cá khí lực rất lớn cho dù là thực lực cao thâm ma hoàng bây giờ cũng đầy đỏ mặt lên lên cho ta nàng chợt quát một tiếng trực tiếp đem cá kéo lên bờ âm dương ma cá ở trên bờ điên cuồng nhảy lên ma hoàng đi lên trước một quyền hướng nó đầu làm đi trực tiếp đem nó cho làm hôn mê lúc này nàng lại mở ra miệng cá đem hàng đêm từ miệng cá bên trong rút ra có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục thời khắc này hàng đêm con mắt đều đang phun hỏa nhìn ta như vậy làm gì Ma hoàng lạnh cùng nữ một tiếng, lập tức móc ra tiểu roi đe dọa hắn. Hàng đêm âm thầm chìm khẩu khí, áp chế lại nội tâm mình xúc động. Hắn bây giờ còn có cơ hội, chỉ cần tuyến đi được xa một chút nữa, hắn có khả năng thoát đi. Nếu không phải có cơ hội này tại, hắn bây giờ liền nên cùng ma hoàng liều mạng. Gia hỏa này vậy mà coi hắn làm mồi câu câu cá, đơn giản kinh người quá đáng, hắn cho tới bây giờ liền không có như thế ăn quả đáng qua. Một giây sau, hắn lại cảm giác được một cổ lực đẩy, đem hắn đẩy về phía trong hồ nước. Ma Hoàng vẫn chưa đủ tại câu được một con cá, nàng còn muốn càng nhiều. Nếu là tiểu tử ngươi cho thêm ta câu lên mấy cái, nói không chừng ta có thể phóng ngươi một con đường sống. Ma Hoàng nói. Đối với nàng lời này, hàng đêm đơn thuần xem như là đánh rắm. Hắn vậy mới không tin Ma Hoàng sẽ nhiễu hắn một mạng, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây. Ha ha, đầu thứ hai. Không tệ, không tệ, điều thứ ba. Ma Hoàng rất lâu không có hưng phấn như thế, lần này tuyệt đối là thu hoạch lớn. Nàng khẽ hát, nằm ở trên ghế xích đua móc chân chờ đợi một con cá mắc câu nhưng vào lúc này mặt đất thoáng có chút lắc lư nơi xa truyền đến phanh 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 âm thanh nàng quay đầu nhìn lại hướng ở đây chạy mà đến rõ ràng là một tôn cổng quan tài hình người ma thú quỷ dị này gia hỏa nàng biết bị dị vực nhân xưng chi vì đưa tan giả nhưng phàm là bị hắn để mắt tới mục tiêu mặc kệ chân trời góc biển nó đều sẽ một mực truy đuổi cho tới khi mục tiêu đưa vào trên lưng mình cổ quan tài kia mới thôi như thế nào xui xẻo như vậy a à? ma hoàng biến sắc. Đưa tan giả thế nhưng là ngay cả dị vực bá chủ cũng sợ nhân vật, nàng tuyệt đối không có cách nào từ chính diện đánh bại nó. Nàng xoay người rời đi, không chút do dự. Về phần đang trong hồ hàng đêm, nàng cũng không để ý, trực tiếp chặt đứt giữa hai người liên hệ. Trong hồ nước đang chuẩn bị động thủ hàng đêm đột nhiên sững sờ ở, hắn không rõ ma hoàng vì cái gì chặt đứt cùng hắn liên hệ. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ là một cái chuồng đi thời cơ tốt, hắn vội vàng sử dụng ngự phong thiên phú, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi hô không dễ dàng a à. cuối cùng từ gia hỏa trong tay chạy trốn hàng đêm đi rất lâu mới dừng lại bây giờ đến đen kịt một màu trong rừng rậm lớn cư bên trong cây cối liền lá cây cũng là màu xám đen chỉnh thể nhạt dạo liền cho người ta một loại cảm giác đè nén bây giờ hắn còn không muốn đi bây giờ cũng tại lớn cư bên trong nếu là không thật tốt tìm một chút cứ như vậy đầy bụi đất trở về chính hắn cửa này cũng không qua lần này cần là từ bỏ vậy hắn sư phụ hồn phách liền thật sự cũng lại không về được trưởng lão nói rơi u thảo phần lớn lớn lên tại mép nước phải đi sông hồ phụ cận tìm xem hắn lẩm bẩm nói nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ chung quanh hơi nước đúng lúc này phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một người người này không phải người bên ngoài chính là ma hoàng nàng lúc này ký tức bể oải khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi nhìn vừa mới kinh nghiệm đại chiến hàng đêm vội vàng nghỉ thoáng lưu nhưng ma hoàng dùng hết chút sức lực cuối cùng đã đem tay nhấn ở trên người hắn đừng chạy ngươi chạy ngươi liền cơ hờ tết chắc ta đã ở trên thân thể ngươi đặt xuống cùng sinh chung tự ấn. Hàng đêm dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng nói như thế, rõ ràng mang ý nghĩa nàng đã không có quá nhiều khí lực, cho nên mới cần mở miệng uy hiếp ờ. À. Nhớ tới đoạn đường này bị nàng ngược đãi tràn cảnh, hàng đêm lập tức càng ngày càng bạo. Chịu cơ hờ, tết đi. Hắn vung vẫy thiên quyết đao, hướng nàng đầu chém tới. Bất quá ma hoàng không chút nào bất vi sở động, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm hàng đêm. Ngay tại lưỡi đao sắp hạ xuống xong, hàng đêm đình trệ nổi. Ma Hoàng phản ứng để cho hắn chần chờ, một đau này là đang đánh cược. Nếu là nàng nói là sự thật, vậy song phương liền phải đồng quy vu tận. Nếu là giả, chính mình có lẽ có thế nhất cử trọng thương thậm chí diệt nàng. Nhưng, hàng đêm không dám đánh cược. Trong nhà còn có vợ con đang chờ hắn, hắn không thể dùng tên của mình làm tiền đặt cược. Ma Hoàng thấy vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, nàng liền biết hàng đêm sẽ không động thủ thật. Lập tức một giây, nàng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Hàng đêm đột nhiên một cái tác huy tới, bột một tiếng, trọng trọng vung đến trên mặt của nàng. Nàng chỉ cảm thấy cái kia nửa bên mặt nóng hừng hực, da thịt trắng nõn hiện lên ra một cái đỏ chót chưởng ấn. Ma Hoàng chưa bao giờ nhận qua bực này khuất nhục, tại chỗ liền bạo phát. Hàng đêm bỗng nhiên cảm giác một hồi hải hùng khiếp vía, lúc này Ma Hoàng trên người tán phát ra khí tức mười phần đáng sợ. Hắn lập tức thả ra si mộng, muốn giữ chặt nàng. Nhưng nàng khí tức trên thân bộc phát sau đó lại trong nháy mắt biến mất, triệt để ngừng công kích. Ma Hoàng song quyền nắm chặt, hô hấp dồn dập, ngực kịch liệt trên dưới chập trùng, nhìn ra được nàng rất phẫn nộ nhưng lại nhẫn nhịn nhịn. Hàng đêm thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nàng vì cái gì có thế khắc chế? Vừa rồi nàng nói, có lẽ cũng không phải đang hù dọa hắn. Hai người bọn hắn bây giờ có thể thật sự tính mệnh tương liên. Lúc này, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào ma hoàng trên thân. Nàng nguyên bản là có chút quể oải, bây giờ càng giống là nhanh không được. Phanh phanh phanh, nơi xa cái kia có một cái quan tài đưa tan giả đang đến gần dẫn ta đi, không thể bị tên kia đuổi kịp. Cùng sinh chung tử ấn chính là thượng cổ bí pháp, không bàn mà hợp đại đạo. Bây giờ ta cơ hờ tết ngươi cũng phải đi theo cơ hờ kết, coi như ngươi có lại nghịch thiên thần thông, cũng không tránh khỏi. Hàng đêm nhìn xem chạy như điên tới đưa tan giả, cũng cảm giác quá sợ. Hắn cắn răng một cái, lập tức nâng lên ma hoàng chạy về phía trước lộ. Ngươi cái tên này a à? Hắn dùng hết khí lực, hung hăng đập vào ma hoàng màu mỡ bờ mông. Đau kịch liệt làm cho ma hoàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đỏ mặt lên. Làm càng, ngươi làm sao dám a? À? Nàng táo giận nói. Chương 405, lưỡng cực đảo ngược. Lúc này bọn hắn đang tại chạy trốn, cho dù ma hoàng có mọi loại tức giận, bây giờ cũng chỉ có thể chịu đựng. Đột nhiên, trên trời lại có một đạo hắc quan hạ xuống. Giờ phút này hắc quan hướng chính mình bổ tới hàng đêm mới biết, đó căn bản không phải cái gì quan, mà là lôi. Đem ta ném ra bên ngoài, ta lại chịu mấy lần mệnh đều biết không còn. Ta cờ hờ kết đi ngươi cũng phải cùng theo cờ hờ kết. Ma Hoàng nói. Hắc lôi này là đưa tan giả thủ đoạn công kích, quy lực cực kỳ đáng sợ, bây giờ hàng đêm toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn mặt mũi trầm xuống, một tay lấy Ma Hoàng hướng phía trước ném. Ném ra sau đó hắn lập tức hóa thân thành gió, muốn dùng cái này tránh né hắc lôi công kích. Nhưng hắc lôi này là thật thái quá, thế mà cũng có thể công kích được hắn, trực tiếp đem hắn khóa huyết bị động đánh ra. Phía trước Ma Hoàng cũng âm thầm thay hắn lau vệt mồ hôi. Hắc lôi vừa ra nhất định phải bổ tới người mới có thể dừng lại, nàng biết hàng đêm không có yếu như vậy, liền lớn mật để cho hắn hỗ trợ cản một cái. Hàng đêm xông lên trước, nâng lên nàng tiếp tục chạy. Cũng may cái này chạy trối cơ hờ tết trên đường, cũng không có tao ngộ cái gì ma thú. Nghĩ đến ma thú cũng sợ sợ truy đuổi bọn hắn chôn vùi giả, gia hỏa này cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chôn vùi giả tốc độ truy kích kỳ thực không tính nhanh, vẫn luôn không thể đuổi kịp hắn. Nhưng hắn lại không bỏ rơi được gia hỏa này, hắn lúc nào cũng đem khoảng cách nắm vừa đúng. Thời gian nhán một cái, một giờ đi qua hàng đêm đã giải trừ khóa huyết hiệu quả, trạng thái khôi phục một nửa. Lần này hắn thật sự lún cúng, khóa huyết tiến vào để nguội, không cách nào tiếp tục phát huy hiệu quả. Hắn cái này nửa ống máu căn bản cũng không đã đủ hắc lôi đánh cho. Lúc này, lại có một đạo hắc lôi từ trên trời giáng xuống. Hàng đêm không chút do dự phải đem khiên ma hoàng quăng lên, đi ngươi. Ma hoàng ngẩn người, vừa rồi hàng đêm chịu đến mấy lần, nàng đem cho rằng thần hổ. Còn tưởng rằng hắn có thế tiếp tục khiên, ai nghĩ tới bây giờ thế mà đem nàng bị ném ra ngoài đỉnh lôi hàng đêm, ngươi muốn cơ hờ kết à? Nàng chửi ầm lên. Không có cách nào, ta cũng gánh không được. Hàng đêm bất đắc dĩ phải nói. Hắc lôi rơi xuống, bổ vào ma hoàng trên thân, nàng không khỏi hét thảm một tiếng. Hắc lôi này có thể trực tiếp đánh cơ hờ tết hàng đêm, quy lực của nó có thể tưởng tượng được. Lôi rơi sau đó, hàng đêm tung người vọt lên, một cái tay mang theo nàng, giống như sách một khối thịt heo. Hai người tiếp tục trốn về phía trước, phía sau chôn vùi giả vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Lại một lát sau, hắt lôi tiếp tục rơi xuống. Ma hoàng thân thể mềm mại rung lên, nói, không thể, ta không thể lại chịu. Hàng đêm mặc kệ nàng nói cái gì, trực tiếp lại đem nàng ném ra bên ngoài đỉnh lôi. Đối với nàng mà nói, hàng giả chích tin tưởng một nửa. Lấy nàng thực lực, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối có không ít, chắc chắn còn có điều giữ lại. Nhưng hắn thật sự không có cách nào. Lại là một tiếng hét thảm tiếng vang lên, ma hoàng chống đỡ đạo này hắc lôi. Nhưng nàng cũng đã hỏng mất, trực tiếp đặt mông đem hàng đêm đặt ở dưới thân, nàng lúc này khí thế trong nháy mắt trở lại đỉnh phong lão nương cũng không chiêu cùng lắm thì cùng cơ hờ kết bất quá trước khi cơ hờ kết trước tiên đánh cơ hờ kết ngươi cái này rùa đen vương bác đảng ngươi vật nhỏ này cũng dám đối với ta như vậy nàng hắc hắt lên nắm đấm liền triều hàng đêm đầu đánh tới nhưng lúc này một cái quan tài đột nhiên chụp tới đưa tang giả đột nhiên phát lực trực tiếp một bước nhảy đến đỉnh đầu của bọn hắn phịch một tiếng đối diện kịch liệt đung đưa quan tài trực tiếp đem hàng đêm cùng ma hoàng trấn ác bị quan tài hoàn toàn chế trụ sau đó, hàng đêm cùng ma hoàng đồng thời ngất đi. Đưa tan giả đem quan tài lập hảo, đem hôn mê hai người bỏ vào, sau đó đậy lại vách quan tài, một lần nữa đem cái này một miệng lớn quan tài mang tại sau lưng, chậm ung dung phải ở mảnh này hắc ám thế giới bên trong đi tới. Hàng đêm tại mờ tối hoàn cảnh bên trong tỉnh lại. Hắn phát giác dưới người mình mềm hồ hồ, đưa tay ra sờ một cái, đã thấy kinh người co giãn. Ma hoàng ưng một tiếng, cũng tỉnh lại. Thấy mình đang bị hàng đêm đè lên, nàng cả giận nói, lăn đi hàng đêm đứng dậy, yên lặng đi qua một bên. Thì ra cái này trong quan tài thế mà có động thiên khác, bây giờ bọn hắn hẳn là tại một mảnh trong núi rừng. Sắc trời có chút lờ mờ, đỉnh đầu miễn cưỡng có mấy vì sao có thể khiến người ta thấy rõ chung quanh. Ma Hoàng nghiến chặt hàm răng, không nghĩ tới chính mình thế mà cũng rơi xuống tình cảnh như thế. Nàng đang muốn nên như thế nào hù dọa hàng đêm, để cho hắn trung thực nghe lời. Dù sao nàng bây giờ đã không có bất kỳ chiến lực, suy yếu vô cùng. Cuối cùng chịu cái kia mấy lần lôi, nàng thật sự không chịu nổi ngay tại đầu nàng hạt dưa vận chuyển tốc độ cao thời điểm bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình có chút mơ hồ đợi nàng tỉnh hồn lại thời điểm chung quanh hoàn cảnh đã thay đổi bây giờ nàng mới từ trong vỏ trứng thò đầu ra thiếu kỳ quan sát đến thế giới chung quanh ta à, ta vượt qua thời gian trở lại hồi nhỏ ma hoàng lẩm bẩm nói nàng lúc này rất là khó chịu cơ thể đều bị kẹt tại trong vỏ trứng nàng ra sức giãy giụa muốn theo trứng trong vỏ đi ra nàng lúc này không biết mình đã bị hàng đêm si mộng khống chế hàng đêm cũng sẽ không quên, trước mắt này liền gia hỏa có ác độc biết bao, trực tiếp coi hắn là mồi câu. Mà còn chờ nàng lợi dụng xong chính mình, chắc chắn sẽ trực tiếp một cước đá văng. Nhất là bây giờ, vừa rồi hắn từng sợi mạo phạm nàng, nàng tuyệt đối rất mong muốn hắn cơ hờ kết. Hắn đi lên trước, đem nàng đai lưng giải khai. Nàng căng này đai lưng kỳ thực chính là lúc trước buộc chặt hắn dây thừng. Vật này có thế thiên biến vạn hóa, tuyệt đối là kiện bảo bối tốt. Hắn cho si mộng hạ mệnh lệnh, để nó hỗ trợ xóa đi kiện bảo bối này bên trên ấn ký. Vật này là ma hoàng, nếu là không xóa đi nàng lưu lại ấn ký, hắn căn bản không dùng đến. Si mộng ra sức vô cùng, lập tức duỗi ra một cây xúc tu đem ma hoàng ấn ký xóa đi, hàng đêm lập tức đem chiếm làm của riêng. Tiếp lấy hắn lại vơ vét nàng những chữ vật, đem nàng vừa rồi câu đi lên cái kia mấy con cá đưa hết cho ăn. Sau khi ăn xong hắn không có vội vã luyện hóa, mà là dùng sợi dây kia đem nàng triệt để buộc chặt. Bận rộn xong về sau, hắn mới khoanh chân ngồi ở một bên, luyện hóa cái kia mấy cái vào bụng âm dương ma cá. Hắn thừa nhận mình xem thường cái này mấy con cá, bọn chúng không khỏi giàu có phong phú năng lượng, còn giao phó hắn một loại rất đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này hắn từng có, là trong tại tử vong chi cốc đánh vỡ cực hạn thuế biến lúc cảm giác. Chỉ bất quá bây giờ loại cảm giác này cũng không mãnh liệt, cùng khi đó không so được. Hắn cảm thấy con cá này tự hồ hòa thuận vui vẻ mỹ đổ toa tộc thánh tuyền không sai biệt lắm, là cùng một loại hình đồ vật. Chỉ có điều thánh tuyền đối với đã đánh vỡ cực hạn hắn tới nói không hiệu quả gì nhưng con cá này lại làm cho hắn có thế theo vào một bước. Hắn trực tiếp tự động đã biến thành bản thể, bản thể đang không ngừng bành trướng, trong nháy mắt thì đến được 3 vạn mét. Hảo, tốt. Cái này ra bất ngờ kinh hỉ, để cho hàng đêm không còn phiền muộn như vậy. Rất lâu, hắn luyện hóa hoàn thành, biến trở về càng thêm linh xảo bán yêu chi thân. Hắn hướng ma hoàng nhìn lại, thế mà thấy được nàng đang chảy nước mắt, không biết bị si mộng đến tột cùng để cho nàng nghĩ tới rồi cái gì. Hắn tâm niệm khẽ động, triệu hồi si mộng. Si mộng mới từ trên đầu của nàng rời đi, nàng liền trong nháy mắt thanh tĩnh. Thấy mình cư nhiên bị trói gô trở thành một khỏa thịt heo tống, nàng lên cơn giận dữ, sử dụng đủ loại thủ đoạn muốn tránh thoát. Nhưng bảo bối này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát, huống chi thực lực bây giờ của nàng trăm không còn một. Hàng đêm nhìn xem nàng, nghĩ thầm bây giờ hai người vị trí, xem như đổi chỗ. Bây giờ biết bao giống tại trong khoang thuyền tràn cảnh. Đáng tiếc a. À. Hắn ngồi sổng xuống, nhìn xem ma hoàng lắc đầu nếu không phải mình bây giờ cùng nàng buộc một khối, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự giết cơ hờ, tết nàng. Hàng đêm, ngươi thả ta ra, vạn sự dễ thương lượng. Ma hoàng hét lên. Hàng đêm cười ha ha, từ trong túi móc ra một đôi vớ lưới, trực tiếp nhét vào trong miệng nàng, để cho nàng ngậm miệng. Công kính ma hoàng các hạ, vớ lưới là ta vài ngày trước mặt, còn chưa kịp tẩy. Nếu như hương vị bất thường, xin hãy tha lỗi a. À. Hàng đêm tà ác cười nói. Ma hoàng nghe vậy, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Cơ thể điên cuồng dãy dụa. Kỳ thực hàng dạ chức thị đang hù dọa nàng, cố ý chỉnh nàng mà thôi. Cái này biết tất là hắn còn không có xuyên qua, tuyệt đối sạch sẽ. Bất quá bây giờ nàng cái này kịch liệt phản ứng, rất là để cho hắn thoải mái. So với phía trước nàng đối với chính mình nhục nhã, hắn đã rất nhân từ. Chương 406, tự nhiên chui tới cửa. Cũng không biết nơi này là nơi nào. Hàng đêm nhìn xem cái này đen kịch thiên, hoàn cảnh lạ lẫm, nội tâm ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an hắn nhớ kỹ hai người bọn hắn là bị đưa tan giả cho chụp tại trong quan tài vừa tỉnh dậy đã đến nơi này nàng có lẽ sẽ biết một chút hắn cúi người đem ma hoàng trong miệng bít tất rút ra ma hoàng diện mục dữ tận hung hăng ở nơi đó phi 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 nhổ nước miếng nhìn ra được nàng rất là ghét bỏ hàng đêm ngươi cái này đáng giết ngàn đau cũng dám đối với ta như vậy ngươi chờ chờ ta thực lực khôi phục xem ta như thế nào giày vào ngươi lúc này ma hoàng đã bị hàng đêm cái kia một tay cho cả hỏng mất hoàn toàn không có ý thức được tình cảnh của nàng bây giờ. Hàng đêm cười ha ha, nói, tôn kính ma hoàng các hạ, ngươi có vẻ như còn không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Ngươi bây giờ thế nhưng là yếu ớt quá, ta muốn làm sao nắm ngươi, liền như thế nào nắm ngươi. Nói xong hắn liền móc ra một cây màu đỏ thẩm roi. Cây roi này là nàng phía trước cuộc hắn bảo tiên. Ma hoàng trong túi đựng đồ đồ vật, bây giờ toàn bộ đều ở trên người hắn. Ba ba ba. Roi quất vào ma hoàng trên thân, phát ra tiếng vang lanh lảnh nhưng nàng lại không có phát ra âm thanh, nghiến chặt hàm răng, con mắt nhìn chồng chọc vào hàng đêm. Còn không phục. Hàng đêm nhắm ngay nàng cái kia màu mỡ bờ mông, lập tức tới một roi. Nơi này thịt nhiều, đánh ma hoàng nhịn không được kêu lên tiếng. Lúc này nàng cũng phản ứng lại, trước đây không lâu chính nàng cũng là như thế đối với hàng đêm, chỉ là bây giờ nhân vật hoán đổi. Nàng bây giờ hối hận liền tiếng cả ruột, nếu là ban đầu ở trên thuyền buôn thời điểm liền giết hàng đêm, bây giờ cũng không đến nổi rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng xúc tích lực lượng ngược lại hàng đêm cũng không dám giết nàng hai người tính mệnh là liền tại cùng nhau nàng lo lắng duy nhất là hàng dạ hội sẽ không ý niệm tới đây nàng bỗng nhiên hơi sợ nàng lo lắng cho mình nếu là lại chọc giận hắn có thể hay không bị phản ứng lại về sau nàng lập tức cúi đầu không còn dùng cái kia giết người một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm hàng đêm hàng đêm gặp nàng cúi đầu hết sức hài lòng đúng không thành thật một chút thật tốt vừa rồi nếu là khách khí với ta điểm nói không chừng liền có thể miễn cái này bỗng nhiên đánh hàng đêm cười nói đem nàng thu thập sau đó hắn mới hỏi lên chính sự lại nói ngươi có biết hay không chúng ta bây giờ ở nơi nào là cái tình huống gì ma hoàng lạnh nhạt phải trả lời không biết ngươi tốt nhất đem ta thả ra để cho ta nhanh chóng khôi phục thực lực nói như vậy không chắc ta có thể mang ngươi ly khai nơi này tính mạng của chúng ta liền cùng một chỗ ta cũng không dám giết ngươi hơn nữa ta bảo đảm sẽ không hướng ngươi trả thù. Phía trước ta như thế đối đãi ngươi, bây giờ đơn thuần là báo ứng, ta không có gì tốt so đo. Nàng lời nói này êm tai, nhưng hàng đêm có thế một chữ đều sẽ không tin. Mặc dù hắn bây giờ cũng đau đầu đến cùng nên làm cái gì mới tốt. Không thể giết nàng, vậy nàng sớm muộn sẽ khôi phục thực lực. Đợi nàng khôi phục thực lực, hắn nhưng không có ngày sống dễ chịu, không bị trả thù mới có quỷ. Lấy nàng tính cách, mặc dù không thể giết cơ hờ, kết chính mình, nhưng tuyệt đối sẽ dày vò đến hắn sống không bằng cờ hờ kết rồi nói sau hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nếu như ngươi có thế để cho ta có cảm giác an toàn ta chắc chắn lập tức thả ngươi đáng tiếc ngươi không thể ta cũng biết ngươi là dạng gì tính cách ma hoàng nghe vậy cười lạnh nói lời này của ngươi nói hay lắm không có đạo lý ngươi ta tiếp xúc thời gian cũng mới hơn nửa tháng mà thôi thời gian ngắn như vậy ngươi làm sao có thể biết ta là người như thế nào ta ma hoàng nói một không hai chỉ cần ngươi bây giờ thả ta ra ân quán giữa chúng ta liền như vậy xóa bỏ hàng đêm nhìn nàng một cái nhẹ nhàng lắc đầu nhìn ta tâm tình a à. ngươi trước tiên biến trở về bản thể đến bả vai ta đi lên như thế kéo lấy cái thịt heo tống đi cũng không tiện cho nên hàng đêm để cho nàng biến trở về bản thể thu nhỏ thân hình ma hoàng biến trở về bản thể nàng bản thể hết sức xinh đẹp dù là chủng tộc khác biệt hàng đêm cũng cảm thấy đẹp phát bảo dây thường vẫn như cũ thắt ở trên người nàng chỉ bất quá bây giờ dây thường biến mất không nhìn thấy mà thôi. Nàng đứng tại hàng đêm trên bờ vai, giống như là hắn nuôi dưỡng sủng vật. Hắn bây giờ giống như một cái con ruồi không đầu, chỉ có thể ở phụ cận đây mù đi dạo, xem có cái gì đường ra. Hắn cẩn thận cảm thụ được trong không khí hơi nước di động, hướng về có thủy vực phương hướng di động. Nếu như nơi này có sinh linh, chắc chắn sẽ tại thủy vực phụ cận tụ cư. Không bao lâu, hàng đêm tìm được một con sông. Con sông này kỳ thực cũng chính là một dòng suối nhỏ mà thôi, nước cạn vô cùng. Hắn theo dòng suối nhỏ đi, một đường quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, bên dòng suối cái kia một gốc thực vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bụi cỏ kia tản mát ra màu lam vần sáng, phiến lá to béo, gân lá thoạt nhìn như là một tấm quỷ dị mặt người. Gốc cây thực vật này đặc thù, cùng lục la trưởng lão hình dung không sai biệt lắm. Rơi u thảo. Thật là rơi u thảo sao? Hắn kích động đến tiếng lên, cẩn thận từng ly từng tí không dám tự ý động. Ma hoàng, cái này thảo ngươi nhận ra sao? Hắn lại hỏi, nghĩ xác nhận một chút. Ma Hoàng lầu bầu nói, là rơi u thảo, mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói qua. Ha ha ha, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, thế mà ở đây tìm được. Hàng đêm hưng phấn đến kêu lên tiếng. Hắn cuối người, mọi loại cẩn thận đem gốc cây này rơi u thảo đào lên. Ma Hoàng đột nhiên hỏi, ngươi kích động như vậy muốn cầm lấy thảo đi cứu người. Hàng giả bất trí phải chăng, đem cái này rơi u thảo trân trọng thu vào. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, tại phía trước cuối cùng phát hiện sinh linh. Đó là hai cái có hình người sinh linh, nhìn hẳn là nữ tính. Da của các nàng cùng Atula tộc có điểm giống, chỉ có điều các nàng làn da là màu tím đậm, so Atula tộc muốn sâu hơn không thiếu. Đồng thời, các nàng trên đầu còn mọc ra giống sừng trâu đồ vật, nhưng trên thân lại không có bất luận cái gì yêu khí, có một loại rất đặc thù năng lượng. Hai nữ nhân này đang tại bên dòng suối đảo quần áo, gặp hàng đêm người ngoài này xuất hiện, dọa đến liền y phục đều rơi xuống, nhanh chân chạy. Hàng đêm thật vất vả tìm được hai cái nắm giữ ý thức sinh linh, cũng sẽ không cứ như vậy để các nàng chạy đừng sợ ta không có ác ý ta chỉ là lạc đường hàng đêm ngăn tại trước người các nàng ôn hòa phải nói hai nữ nhân này tay trong tay nhìn có chút khẩn trương có thể nói cho ta biết đây là địa phương nào sao hàng đêm lại hỏi các nàng lắc đầu trong đó càng nhiều tuổi nữ nhân kia trả lời chúng ta cũng không biết ở đây kêu cái gì một mực sống ở nơi này chính là các ngươi những người ngoại lai này thường xuyên sẽ giết người lung tung nghe nàng ý của lời này trước đó cũng có người đến qua Nói như vậy, đưa tan giả đem tất cả chọc tới người đều đưa đến tới nơi này. Hàng đêm hòa ái phải cười nói, ta không giống nhau, ta thế nhưng là nổi danh thủy thú. Thủy thú biết chưa? Tính cách ôn hòa, thân mật, có thể cho người mang đến hảo vận thần thú. Ta liền chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể ly khai nơi này. Bên dưới trời xuôi đất kiến, rơi u thảo đã tới tay, hắn bây giờ chỉ muốn tìm được trời đi đường ra. Hàng đêm trên bờ vai, ma hoàng nghe được hắn thế mà tự xưng là thủy thú, nội tâm oán thầm không thôi. Hai nữ nhân này nhìn có chút do dự, lúc này, nơi xa đột nhiên chạy tới một đám người. Đó là một đám cầm trong tay vũ khí đại hán, lập tức đem bọn hắn vây quanh. A à đoá, các ngươi không có sao chứ? Cầm đầu cái kia mang theo răng sói mặt dây chuyền hán tử hỏi. Vậy càng lớn tuổi đảo y nữ trả lời, không có việc gì, hắn liền nghĩ cùng chúng ta hỏi thăm lộ, muốn rời đi chúng ta chỗ này. Chương 407, trong quan tài thế giới. Kẻ ngoại lai, cùng chúng ta trở về thôn A. Thôn trưởng chúng ta sẽ cho ngươi lựa chọn người này nói, vẫn như cũ đối với hàng đêm duy trì cảnh giác. Hàng đêm cẩn thận quan sát lấy bọn hắn những người này, bọn hắn mặc dù ăn mặc giống như là thổ dân giả nhân, nhưng thực lực thế nhưng là một điểm không kém. thôn của bọn họ bên trong, có lẽ sẽ có có thế bi hiếp bờ được hắn tồn tại. nhưng muốn rời đi ở đây, hơn phân nữa cũng chỉ có thể là tìm bọn hắn, thế là hắn liền theo những người này về tới thôn của bọn họ. thôn cửa ra vào, đã sớm nhận được tin lão thôn trưởng đang chống một cây phá quải trường, mang theo trong thôn mấy cái lão nhân tại như thế đợi hàng đêm đến về sau phát giác ở đây giống như là một cái rất thông thường nông thôn thôn xóm. Phần lớn người ở trong thổ địa canh tác, tiểu hoa nhi khắp nơi chơi đùa, ngược lại có mấy phần thế ngoại đào nguyên hương vị. Lão phu cốt nguyệt, trong thôn này thôn trưởng. Lão thôn trưởng nhìn hàng đêm một mắt. Hàng đêm có một loại bị nhìn thấu cảm giác, thôn này bên trong quả nhiên có cao thủ. Ma Hoàng cũng truyền âm cho hàng đêm, nói lão nhân này thực lực rất cường đại, phi thường cường đại. Ngược lại là rất lâu không có kẻ ngoại lai. Lão thôn trưởng cười cười, dẫn hắn hướng về trong thôn đi. trước tiên nghỉ chân một chút a. À. không cùng chúng ta bộc phát xung đột, nghĩ đến ngươi bản tính cũng không tính là dở, chúng ta thôn hoang nên ngươi. hàng đêm nhìn về phía vị lão nhân này, mở miệng hỏi thôn trưởng a. đây là trong quan tài thế giới sao? ta bị quái vật dùng quan tài chế trụ, lúc tỉnh lại chính là chỗ này. hoàn cảnh nơi này không giống với ngoại giới rất. lão thôn trưởng gật đầu một cái, ở đây đúng là một phương không gian độc lập, là cái kia trong quan tài bên cạnh thế giới hai người các ngươi là bị ma tướng đại nhân đưa vào. Ai? Đừng trách ma tướng đại nhân, hắn cũng sớm đã cơ hờ tết bây giờ chỉ còn dư một bộ xác không. Bất quá ma tướng đại nhân đã cơ hờ kết thời điểm chấp niệm quá nặng, cho nên sau khi cơ hờ tết thân thể, vẫn tại hoàn thành sự kiện kia. Hàng hôm qua đúng chỗ, ở đây quả nhiên là đột phá khẩu. Lão thôn trưởng, có biện pháp nào không tiễn đưa ta ra ngoài? Hắn trực tiếp hỏi. Lão thôn trưởng gật đầu một cái, biện pháp là có bất quá có thể có chút khó khăn chính là trước kia tộc ta gặp đại khủng bố đại ma thần bệ hạ vì che chở con dân hy sinh chính mình sau khi cờ hờ kết đại ma thần bệ hạ di thể còn bị quỷ dị phụ thân ma tướng liều cờ hờ kết đem phong ấn phong ấn vật chính là một hớp này quan tài nhìn thấy cái kia một ngọn núi lão thôn trưởng nâng lên trong tay hắn quải trượng chỉ hướng nơi xa cái kia một tòa núi cao hàng đêm gật đầu một cái lấy thần hồn của hắn chi lực kỳ thực có thể kéo dài đến nơi đó tìm tòi hư thực thế nhưng ngọn núi tự hồ có cái gì chỗ đặc thù, hắn thần niệm dựa vào một chút gần liền bị xóa bỏ. Trên núi có tòa cung điện, cái kia chiếm cứ đại ma thần bệ hạ thân thể quỷ dị, là ở chỗ này. Lão thôn trưởng còn nói, chỉ cần ngươi có thế mang đại ma thần bệ hạ thân thể rời đi ngọn núi kia, ma tướng nhất định sẽ tiễn đưa các ngươi đi ra. Quỷ dị, là chỉ loại kia bất tử bất diệt, lại không có độc lập ý thức mấy thứ bẩn thiểu sao. Hàng đêm hỏi, lão thôn trưởng gật đầu một cái, phải cùng ngươi nói là cùng một loại đồ vật bất quá bọn chúng cũng không giống như như ngươi nói vậy. có một bộ phận quỷ dị là có độc lập ý thức, có cảm tình, có chính mình độc lập năng lực suy tư. cái kia chiếm cứ đại ma thần bệ hạ thân thể quỷ dị, đúng là như thế. hàng đêm có chút nhức đầu, quỷ dị đáng sợ bao nhiêu, hắn là rõ ràng nhất. cái này lão thôn trưởng thực lực đều đã cường đại như vậy, vậy bọn hắn khi xưa đại ma thần hoàng lại nên mạnh đến loại nào hoàn cảnh? này quỷ dị có thế chiếm giữ thân thể của hắn, tuyệt đối không đơn giản a. À? tự hồ nhìn ra hàng đêm lo nghĩ. Lão thôn trưởng còn nói, cái kia quỷ dị kỳ thực không mạnh, khi đó mua lợi chiếm cứ đại ma thần bệ hạ di thể. Đại ma thần bệ hạ di thể vô cùng cường đại, hơn nữa huyết mạch đối với chúng ta có đáng sợ khắc chế hiệu quả. Chúng ta đi tìm hắn, còn không có tới gần, cơ thể liền sẽ không tự chủ bị đại ma thần bệ hạ huyết mạch trấn áp, cho nên chỉ có thể thỉnh ngoại nhân hỗ trợ. Hàng đêm trừ cái đó ra, thật sự không có biện pháp sao? Lão thôn trưởng cười cười, cũng không hẳn vậy. Hắn nâng lên chính mình căn này phá quải trường, chỉ chỉ bầu trời ngươi nếu có thể phá tan không trung, liền có thể cưỡng ép xông ra ở đây. Hàng đêm biết đây nhất định rất khó khăn, nhưng vẫn là muốn thử thử một lần. Hắn tụ lực trong chốc lát, sau đó nhất phi trùng thiên. Nhưng vừa bay không bao lâu, liền bị trên trời áp lực cường đại cho ngăn chặn lại, lại khó đi tới. Cái này quan tài tuyệt đối là kiện thần khí, chúng ta muốn cưỡng ép phá vỡ, hẳn là không khả năng. Trên bả vai hắn ma hoàng nói. Hàng đêm bất đắc dĩ thở dài, đành phải trở về. Lão thôn trưởng A, Vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, trên ngọn núi kia quỷ dị cũng không tốt đối phó. Xem ra chúng ta tử sợ là đều phải vây cờ hờ kết ở chỗ này." Hắn phàn nàng nói. Lão thôn trưởng còn nói, "Không, các ngươi không có cách nào sống cả đời. Không biết ngươi là có hay không cảm thấy, sinh mệnh của mình đang tại trôi qua. Ngoại nhân đi vào, tối đa chỉ có thể sống mấy tháng." Hàng đêm nghe muốn chửi má nó, hắn cũng quá xui xẻo bị bắt được địa phương quỷ quái này tới. Nếu không phải là trong thôn này ma tộc lợi hại, hắn thật muốn đại náo một trận để tiếc trong lòng của mình mối hận. Lão thôn trưởng cũng biết hàng đêm hai người bọn họ cảm thụ. Hắn sống rất lâu, nhìn thấy kẻ ngoại lai cũng có rất nhiều phê. Khóc lóc ông sòm đại náo, cũng có khối người. Có thể bị ma tướng đại nhân bắt vào tới, chứng minh các ngươi bất luận là thực lực hay là tiềm lực đều rất cường đại. Chưa hẳn chưa hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, lão già ta có thể cho như vậy cung cấp một chút trợ giúp. Lão thôn trưởng còn nói, quỷ dị mặc dù bất tử bất diệt, nhưng chỉ cần đưa chúng nó phong ấn, bọn chúng cũng không có pháp gây sóng gió. Tộc ta trước kia gặp đại khủng bố, bị số lớn quỷ dị sát lục. Đi qua cái này ước vạn năm tới nghiên cứu, tộc ta nghiên cứu ra một bộ phong ấn quỷ dị bí pháp. Nếu như các ngươi có thế trước khi cơ hờ kết học được, nói không chừng có thể sống trời đi. A, à, lời của lão thôn trưởng không thể nghi ngờ trong bóng đêm cho hàng đêm chiếu sáng một chiếc đèn. Nếu là có chuyên môn phong ấn quỷ dị bí pháp, chuyện này có lẽ có cơ hội. Vậy thì khổ cực lão thôn trưởng truyền thụ. Hắn nói thời gian của các ngươi không nhiều lắm, dành thời gian A. Lão thôn trưởng dẫn hắn đến một gian rất kỳ quái phòng ở. Phòng này trong trong ngoài ngoài đều khắc lấy kỳ dị phù văn, nơi này chính là bọn hắn nhất tộc những năm này nghiên cứu quá trình. Hàng đêm còn từ lão thôn trưởng trong miệng biết lớn khư lai lịch. Thì ra toàn bộ lớn khư, kỳ thực là ma tộc năm đó địa bàn. Hiện nay tại trong lớn khư hoành hành ma thú, đã từng là bọn hắn nhất tộc bộ hạ. Quỷ dị xâm lớn sau đó, những thứ này thú loại toàn bộ bị quỷ dị xâm nhiễm, trở thành chỉ biết là giết hại quái vật. Người đưa tang là ma tộc ma tướng, trước kia đại ma thần hoàng tọa hạ đệ nhất mảnh tướng. Người này cơ hờ kết ức vạn năm, chấp niệm lại chưa từng trừ khử, phần này trung thần, là thật đáng giá khâm phục. Mặc dù như thế, nhưng hàng đêm vẫn là không nhịn được muốn chửi má nó, bị bắt vào tới thế nhưng là quá xui xẻo. Duy nhất có thể lấy để cho hắn an ủi chính là, ở đây tìm được rơi u thảo. Chương 408, Phong Ấn Pháp Ta cũng muốn học, ma hoàng nghe xong lời của lão thôn trưởng về sau cũng mở miệng nói ra nàng cũng không muốn đem mạng của mình giao cho hàng đêm nếu là hắn học không được kết quả là vẫn là phải dựa vào chính nàng lão thôn trưởng hòa ái phải cười cười nhìn về phía hàng đêm nói ngươi cùng trên bờ vai vị này quan hệ bề ngoài như có chút phức tạp chuyện giữa các ngươi lão già ta cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm nhúng tay có liên quan phong ấn quỷ dị phù văn ngay ở chỗ này chính các ngươi nhìn xem xử lý a cuối cùng lão già ta hay là muốn nói với các ngươi một tiếng xin lỗi bởi vì chúng ta nhất tộc chuyện, khiến cho hai vị đã đem mệnh áp ở chỗ này. Bất quá đây cũng không phải là lão già ta có thể quyết định, chỉ có thể chúc phúc các ngươi hai vị. Nếu là có cái gì cần, cứ đến tìm lão già ta, ta nhất định giúp sức tương trợ. Vậy ta liền không ở nơi này quấy rầy. Nói xong hắn quay người rời đi ở đây. Hàng đêm đi vào phòng bên trong, trên vách tường tràn đầy cũng là phù văn. Những phù văn này sắp xếp rất là huyền diệu, hắn chỉ nhìn chầm chầm nhìn một hồi, liền có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Bất quá tại quá trình bên trong, ma hoàng một mực tại trên bả vai hắn ríu rít, làm cho hắn không được an bình. Hàng đêm tiện tay vỗ, đem nàng hô tới địa bên trên. Lúc này nàng một lần nữa hóa thành bán yêu chi thân, bị dây thường siết rất căng. Hàng đêm, giúp ta đem dây thường buông ra, ta cũng muốn tu luyện nơi này phong ấn pháp. Bản vương đường đường mang hoang bá chủ, ngộ tính tuyệt đối so với ngươi tốt. Ma hoàng nói. Hàng đêm nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, cái này có thế chưa hẳn. Lúc này, quỷ dị si mộng hiện lên ở hàng đêm bên cạnh, không khéo rơi vào trên tay của hắn. Ma hoàng mặc dù không có gặp qua quỷ dị, nhưng nàng có thể cảm giác được si mộng trạng thái, nàng lập tức liền liên tưởng đến chính mình phía trước cái kia quỷ dị mộng cảnh. Chẳng lẽ, đây là quỷ dị? Ngươi nắm giữ quỷ dị? Nàng rất là kinh ngạc. Thứ này mặc dù tồn tại, nhưng số lượng phi thường thiếu, cho dù là nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hàng giả bất trí phải chăng, có quỷ dị tại người, hắn bắt đầu tu luyện phong ấn pháp có thể nói là làm ít công to liền có thể lấy thông qua quan sát nó đặc tính tới càng sâu đối với quỷ dị lý giải lại có thể trực tiếp lấy nó tới luyện tập hàng đêm rất nhanh liền nhập định lĩnh hội những thứ này phong ấn phù văn bị trói thành nhục tống ma hoàng gặp hàng đêm không có phản ứng chính mình liền biết hắn là chấp nhận đổi thành nàng cũng sẽ như thế dù sao ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể luyện thành thêm một người không thể nghi ngờ nhiều một phần hy vọng thời gian của bọn hắn thật sự còn thừa không nhiều lắm nàng nằm trên mặt đất nhìn trên trần nhà phong ấn pháp cũng bắt đầu tu luyện trong thôn cũng không có bởi vì hàng đêm hai người đến mà có thay đổi gì những năm này khi thì sẽ có người tới mặc dù có sẽ nháo sự nhưng không ít người giống như hàng đêm bọn hắn phối hợp bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc thôn trưởng ngươi nói hai người này có bao nhiêu xác suất thành công trong thôn trẻ tuổi nhất lực tráng hán tử quốc ô hỏi ai đã nhiều năm như vậy cũng không biết chúng ta nhất tộc lúc đó mới có thể rời đi cái này tối tăm không ánh mặt trời chỗ lão thôn trưởng nhìn về phía cái kia tòa nhà lẩm bẩm nói có lẽ có một phần ngàn cơ hội a à. lần này tới hai người nhìn so trước đó lợi hại hơn nhiều nhất là người nam kia cho lão già ta một loại cảm giác rất kỳ quái nếu như hắn có thể học được ra cái gì một môn phong ấn pháp vậy ta muốn đem món đồ kia cho hắn trên núi phong ấn càng ngày càng yếu có lẽ vật kia chẳng mấy chốc sẽ xuống núi hắn xuống núi một ngày kia chính là chúng ta ma tộc hủy diệt ngày đó đám người nghe vậy cũng tận đều than thở nếu không phải cùng đường mạc lộ, bọn hắn cũng không muốn đem cái kia bảo vật dư như người. Nhưng bây giờ đã không có khác lựa chọn, chỉ có thể thử thời vận. Cái này phong ấn pháp có phần cũng quá thâm ảo. Cái kia tòa nhà trong phòng, ma hoàng cảm giác đầu mình đều nhanh nổ. Nàng nhìn chầm chầm trần nhà, học được vài ngày, càng học càng loạn. Nàng dương mắt nhìn về phía một bên hàng đêm, hắn lúc này còn tại trong trạng thái nhập định. Hắn thu hoạch tuyệt đối so với nàng tới lớn. Hừ. Bất quá là cho mượn quỷ dị chi tiện mà thôi nếu là ta cũng có quỷ dị nhất định không kém hơn hắn nàng nghĩ thầm nàng nhìn phía dưới tính tình nhắm mắt tiếp tục bên trên thời gian ngán một cái một tháng trôi qua tại cái này đi qua trong một tháng hai người đều cảm giác rõ ràng đến tự thân biến hóa vừa mới bắt đầu một hai ngày còn tốt không có gì quá cảm thấy cảm giác nhưng sau một quãng thời gian lão thôn trưởng nói tới sinh mệnh trôi qua bọn hắn liền có một cái rất sâu cảm xúc thân thể của bọn hắn càng ngày càng kém không chỉ là thọ nguyên đang trôi qua tự thân tu vi cũng tại trôi qua thời gian kéo càng lâu bọn hắn muốn thành sự xác suất cũng liền càng thấp ma hoàng nằm trên mặt đất trừng trừng nhìn chằm chằm trên trần nhà phù văn nhìn trong mắt nàng đã sinh ra tơ máu không được nàng đã không chịu nổi một tháng trôi qua nàng không có cái gì tiến triển hơn nữa theo nàng trạng thái càng ngày càng kém kế tiếp chắc chắn cũng sẽ không có cái gì đột phá nàng bây giờ hy vọng hoàn toàn ký thác vào hàng đêm trên thân lúc này Phiêu phù ở hàng đêm bên người quỷ dị si mộng đột nhiên có chút bất an, trên dưới kịch liệt nó trái sông phải sông. Nguyên bản mặt hướng vách tường, khoanh chân ở giữa không trung hàng đêm đột nhiên xoay người. Lúc này hắn đã từ trong trạng thái nhập định thoát ly, cả người khí chất có chỗ biến hóa. Ma hoàng nhìn thấy, không hiểu có một loại cao thâm cảm giác. Ngươi, ngươi học xong. Nàng mở miệng hỏi. Hàng đêm gật đầu một cái, nơi đây có mấy môn phong ấn pháp, ta đã tập được một loại. Còn phải đa tạ ngươi cái kia mấy con cá cái kia cá có thế đề thăng ngộ tính, bằng không thì coi như ta có quỷ dị tại người, cũng rất khó nhanh như vậy luyện thành. Nói lên cái này, ma hoàng liền tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Những cá kia đều là nàng, thế mà toàn bộ đều bị hàng đêm ăn. Nhìn cái gì vậy? Hàng đêm gặp nàng một mặt phẫn hận, không khỏi cáu mắng. Cái kia cá là bằng vào ta làm mồi nhữ câu lên tới, ta ăn cá chẳng lẽ không hợp lý. Ma hoàng không có mạnh miệng, nàng bây giờ đã bày rõ ràng mình vị trí. Hàng đêm gặp nàng ngoan ngoãn huấn luyện, ngược lại là cảm giác rất hài lòng, có loại không nói ra được thoải mái. Thử xem cái này phong ấn pháp. Hắn giơ tay lên, ngón tay nhanh chóng phát họa ra một đạo phong ấn phù. Phong ấn phù ra, trong nháy mắt liền đem một bên si mộng ổn định lại. Giải. Hắn khẽ quát một tiếng, si mộng trên người phong ấn phù biến mất không thấy gì nữa, lại có thể chuyển động. Phong. Giải. Phong. Giải. Hắn lại liên tiếp thử mấy lần, càng ngày càng tơ lụa. Ngưng tụ ra phong ấn phù về sau, lần tiếp theo phong ấn liền không còn muốn ngưng phù, rất tiện. Ma Hoàng thấy vậy, nháy mắt, nỗi lòng có chút phức tạp. Hàng đêm trở thành, mang ý nghĩa bọn hắn có rời đi nơi này hy vọng. Nhưng hắn, giống như thật sự so với nàng lợi hại, nàng thế nhưng là chưa bao giờ người chịu thua. Hàng đêm thử mấy lần sau liền ngừng, cũng làm cho si mộng chui trở về trong cơ thể mình. Hắn tiếp tục thi triển phong ấn chi thuật, đem thêm tại trên người mình. Dạng này có thể cách trở trong quan tài này thế giới đối với hắn nghiền ép đây là thủ đoạn nhỏ tự nghĩ ra sau hắn học được bộ này phong ấn pháp kỳ thực cũng không phức tạp ma hoàng thấy thế vội vàng nói nhanh cho ta cũng một cái bằng không thì ta cũng sắp bị ép khô hàng đêm mặc dù đã luyện thành một bộ phong ấn pháp nhưng cảm giác được cũng không chắc chắn hắn muốn đem nơi này phong ấn pháp toàn bộ học được lại đến núi đi ma hoàng cùng nàng đồng sinh cộng tử hắn cũng chỉ đành giúp nàng một tay bất quá động thủ thời điểm còn thêm chút gia vị làm chút ít động tác nàng không rõ ràng cho lắm, tự nhiên không chút phát giác. Chương 409, Hồn lực bạo tăng Kế tiếp một đoạn thời gian, hàng đêm tiếp tục ở nơi này tu luyện. Nắm giữ đệ nhất môn phong ấn pháp sau, hàng đêm lại lần lượt đem mặt khác ba môn phong ấn pháp toàn bộ học được. Hắn đem cái này bốn bộ phong ấn pháp xưng là thần ma bốn ấn, mỗi một bộ phong ấn pháp đều có không giống nhau tác dụng. Hơn nữa học được thần ma bốn ấn sau, không chỉ có thể dùng để phong ấn quỷ dị, đối với những khác sinh linh cũng có phong ấn hiệu quả hắn mắt nhìn bên cạnh ma hoàng nàng cũng sớm đã phóng khí tu luyện phong ấn pháp hàng đêm đoán chừng nàng trong khoảng thời gian này trong bóng tối khôi phục thực lực lúc này hắn cảm thấy lão thôn trưởng đang hướng ở đây đi tới lập tức để cho nàng bay trở về bả vai đi ra ngoài lão thôn trưởng gặp hàng đêm trạng thái cũng không tính kém trên người có phong ấn chi thuật vết tích đôi mắt già nua vẫn đục cũng không nhịn được thêm ra mấy phần thanh tịnh ngươi ngươi luyện thành phong ấn pháp hắn hỏi mặc dù bình thản nhưng tay khô lại nắm thật chặt nạn trong tay, nội tâm có chút kích động. Cái này cũng không cái gì tốt giấu giếm, hàng đêm gật đầu một cái. Đã luyện thành, nơi đó tất cả phong ấn pháp đều đã tập được. Hắn trả lời. Cái gì? Bốn bộ phong ấn pháp học hết rẻ. Lần này lão thôn trưởng cũng lại áp chế không nổi nội tâm kích động chi tình. Chung quanh những cái kia trẻ tuổi hơn ma tộc, từng cái cũng hưng phấn không thôi, luôn miệng khen hay. Hàng đêm cũng không cảm thấy bọn hắn những hậu nhân này, Đối với đại ma thần hoàng di thể có nhiều chờ đợi, hơn phân nữa là có nguyên nhân khác. "Hảo. Hảo. Tốt." Lão thôn trưởng nói liên tục ba cái tốt. "Lão già ta cũng nói thật với ngươi a. À. Nếu như ngươi có thể mang đại ma thần bệ hạ di thể xuống núi, chúng ta nhất tộc cũng có thể lại thấy ánh mặt trời. Phần này đại ân, tộc ta nhất định không dám nhẹ quên." Hàng đêm tập được ma thần bốn ấn, cũng không có gì thật nhiều nói. Chuyện này cũng không liên quan bọn hắn những hậu nhân này chuyện hoàn toàn là cái kia ma tướng chấp niệm qua. Ta cũng không muốn cả một đời bị vây ở chỗ này, sẽ hết sức nỗ lực. Hắn nói. Lão thôn trưởng dừng một chút quải trượng, một cái trong mắt từ trong đất chui ra. Hàng đêm mặc dù không có ở quỷ dị đồ dám nhìn lên qua thứ này, nhưng nó hẳn là quỷ dị, cảm giác này không sai được. Hàng tiểu hữu, thử xem đưa nó phong ấn A. Coi như sớm luyện tay một chút. Lão thôn trưởng nói. Hàng đêm gật đầu một cái, giơ tay lên hướng viên kia tà môn trong mắt trấn áp tới bây giờ hắn thi triển phong ấn thuật, đã là tính thủ niết lai chuyện. Lão thôn trưởng thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, coi như không tệ. Thời gian ngắn như vậy, có thể đạt đến loại trình độ này, ngươi là ta mười vạn năm đến xem đã đến, lợi hại nhất. Lão đầu tử nơi này có một thứ, có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ, đem đưa cho hàng đêm. Hàng đêm mở ra xem, trong hộp có một cái màu tím đen đang. Cái này đang có loại rất cổ quái lực hấp dẫn, phản phất muốn đem hắn hồn đều kéo ra đây là, hắn hỏi nói. Lão thôn trưởng giải thích nói, ma hồn đang Lấy cường đại ma hồn tự thiêu sau tinh phách nhào nặng luyện mà thành. Trước đây tộc ta vì tránh nạn mà trốn ở chỗ này, nhưng thật sự là quá lâu. Vì để cho ma tướng chấp niệm thoải mái, mở ra quan tài giới, nhất định phải đoạt lại đại ma thần bệ hạ di thể. Cái này ma hồn đang chuẩn bị mấy ước năm, là lịch đại thôn trưởng di tồn, có thể cực lớn tăng cường thần hồn chi lực. Cường đại thần hồn tại đối mặt quỷ dị thời điểm, có thể nhiều hơn mấy phần phần thắng đa tạ. Hàng đêm gật đầu một cái. Đang này năng lượng quá kinh khủng, ngươi tuyệt đối không cách nào duy nhất một lần luyện hóa. Phải đem cái này đang tách ra thành bảy, tám cánh, phân lực luyện hóa. Lão thôn trưởng nhắc nhở. Biết. Hàng đêm lúc này đem cắt chém vì tám phần, dự định phân tám ngày luyện hóa. Trong phòng, bị trói thành nhục tống ma hoàng trơ mắt nhìn hàng đêm. Uy. Cho ta ăn một có hay không hảo? Nàng mặt dạng mày dày, mở miệng hỏi thứ này quá khó được, nàng thực sự thèm ăn rất. Hàng đêm ăn một, quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi đang suy nghĩ cái rắm ăn. Ngươi! Ma hoàng tức giận đến trường lớn hai mắt, thô bỉ, thô tục. Hàng đêm không để ý nàng, tỉnh hạ tâm luyện hóa cái này ma hồn đang năng lượng. Kinh cũng tinh thần lực kém chút đem hắn đánh tan, đem hắn biến thành đồ đần. Còn tốt hắn chia làm tám phần, cái này mới miễn cưỡng có thể chịu được. Ma hoàng nhìn xem hàng đêm ăn một hạt lại một hạt, hồn lực càng ngày càng tăng, thần hồn càng ngày càng cường đại, Hâm mộ chảy nước miếng. Thời gian ngắn một cái, tám ngày đi qua. Tại dưới sự giúp đỡ ma hồn đan, hàng thần hồn của dạ cảm giác đã đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Thậm chí có thế trực tiếp dùng hồn lực, vỡ nát khách quan tồn tại tảng đá. Phải biết đây hoàn toàn là hai cái thể hệ đồ vật, nhưng thần hồn của hắn, bây giờ đã mạnh đến có thế siêu việt giới hạn trình độ. Bây giờ, ma hoàng đang tại vụn trộn khôi phục. Đột nhiên, nàng lông mày nhíu một cái, cảm giác có người vỗ vỗ cái mông của nàng nhưng bây giờ hàng đêm tại đối diện nàng ngồi, căn bản liền không có động. Kỳ quái, nàng đang buồn bực, cảm giác kia lần nữa đánh tới, hơn nữa đánh càng dùng sức. Khuôn mặt của nàng không khống chế được hồng nhuận, có loại cảm giác khác thường. Không đúng, là gia hỏa này. Nàng đột nhiên phản ứng lại, trong phòng tinh thần ba động rất dị thường, là hàng đêm đang dở trò. Gia hỏa này thần hồn cường độ, đã siêu việt ta, nàng nghĩ thầm. Hàng đêm thấy mình bị phát hiện, cũng sẽ không đùa nàng. Hắn đi lên trước, một tay lấy dây thừng giải khai không sai biệt lắm xuất phát, ngươi theo ta cùng nhau lên núi. Hàng đêm nói, ma hoàng có lẽ còn có cái gì hậu chiêu, mang theo bên người không chừng có tác dụng. Ta cũng không biết phong ấn thuật, ta mới không đi. Ma hoàng lên thân, bên cạnh giảng ra gân cốt, vừa nói. Đừng quên, hai chúng ta thế nhưng là cơ hờ, tết sống có nhau, vạn nhất ta bị quỷ dị giết cơ hờ, tết, ngươi cũng xong đời. Nếu là thực lực của ta ở vào thời kỳ đỉnh phong, ngược lại là có thể cùng ngươi cùng nhau lên núi, bây giờ đi. Hàng đêm suy nghĩ một hai, cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý, cũng không có kiên trì. Hắn kỳ thực biết ma hoàng trong lòng tại đánh cái gì tính toán, nàng chính là muốn nhân cơ hội khôi phục thêm một chút thực lực. Trong khoảng thời gian này nàng xem ra rất dịu dàng ngoan ngoãn rất phối hợp, nhưng hàng đêm biết nàng cũng chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Một khi cho nàng một cái cơ hội, nàng nhất định sẽ lộ ra răng nanh, bày ra hung ác trả thù. Hắn hướng ngoài phòng đi ra, đi tới lão thôn trưởng cửa nhà. Chuẩn bị kỹ càng xuất phát sao? Lão thôn trưởng hỏi. Hàng đêm gật đầu một cái, ma hồn đang đã luyện hóa hoàn thành, là thời điểm xuất phát. Thôn trưởng còn có cái gì muốn giao phó sao? Lão thôn trưởng lắc đầu, không có gì tốt lời nhắn nhủ, chính ngươi cẩn thận một chút a. À. Nếu là không địch lại, tìm cơ hội trốn về đến. Ngươi đã nắm giữ phong ấn chi thuật, có thể cấm đoạn quan tài giới đối ngươi ảnh hưởng. Chỉ cần còn sống liền còn có cơ hội, lại tu luyện mấy vạn năm, có lẽ liền thành. Hàng đêm khẽ ừ một tiếng, chấp tay cáo từ. Hắn rất nhanh là đến chân núi. Ngọn núi này là bị phong ấn một ngọn núi, chỉ có điều phong ấn đã có chút giãn ra. Khó trách lão thôn trưởng nguyện ý đem trân quý ma hồn đang cho ta. Cái này phong ấn không ra 30 năm, nhất định mất đi hiệu lực. Hắn lẩm bẩm nói, nhanh chân hướng trên núi đi đến. Chương 410, không rõ chi mau. Ngọn núi này không biết bị phong ấn bao nhiêu năm. Trên núi đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, cho dù là cỏ dại cũng không có, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có trần. Lộ núi đá. Ở tòa này núi đỉnh núi, có một tòa cung điện. Lão thôn trưởng nói cái kia chiếm cứ đại ma thần thân thể quỷ dị liền chờ ở tòa này trong cung điện. Hắn rất nhanh là đến đỉnh núi, đứng yên ở trước cung điện. Một tiếng ầm vang, cửa cung điện tự động mở ra, một cổ trần mai đập vào mặt. Hàng đêm đi vào, trong cung điện rất rộng rãi, hắn đã thấy tên kia. Đại ma thần cờ hờ, tết không biết có bao nhiêu năm, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ hoàn chỉnh như lúc ban đầu, thậm chí thể nội huyết còn tại vận chuyển. Đại ma thần cờ hờ, tết chỉ là hồn phách, nhưng bộ thân thể này quá mức nghịch thiên, căn bản không cờ hờ, kết được. Phanh phanh phanh, đại ma thần tiếng tim đập giống như động cơ tại trong cung điện vang vọng. Hắn từ trên ngai vàng đứng dậy, hai mắt vô thần phải xem hướng hàng đêm, khạch khạch nở nụ cười. Hàng đêm nhìn xem đại ma thần, rốt cuộc minh bạch vì cái gì dưới núi cái kia lão thôn trưởng thực lực mạnh như vậy cũng không dám tới đánh cược một lần. Hắn một cái người ngoại tộc tại trước mặt đại ma thần, đều có loại cảm giác bị áp chế. Nếu là bọn hắn, không cần đánh liền phải quỳ xuống thần phục hàng đêm đang muốn động thủ, nhưng đại ma thần cũng đã trước một bước đi tới trước người hắn. Cổ thân thể này tốc độ quá nhanh, tuyển siêu hàng đêm. Hắn thậm chí còn không có phản ứng kịp, liền đã bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn, trực tiếp liền tiến vào khóa huyết trạng thái. Khó có thể tưởng tượng nếu là đại ma thần khi còn sống, thực lực nên khủng bố cỡ nào. Lúc này, đại ma thần lại lao đến. Hàng đêm lần này trực tiếp bỏ nhục thân, linh hồn ly thể. Hắn hồn thể trực tiếp hướng đại ma thần xông tới giết, lấy linh hồn phát động thần ma phong ấn. Đạo thứ nhất phong ấn đánh trúng đại ma thần, động tác của hắn thoáng có chút trì trệ. Hàng đêm nhất cổ tác khí, liên tiếp lại đánh ra đạo thứ hai, đạo thứ ba phong ấn. Đi ra cho ta a ngươi. Hàng đêm giận dữ mắng mỏ một tiếng, duỗi ra linh hồn chi thủ một tay lấy quỷ dị từ đại ma thần trong thân thể kéo ra ngoài. Đại ma thần thân thể ngã mạnh xuống đất, mà cái kia quỷ dị thì phát ra trận trận tiếng kêu chói tai. Thứ này thoạt nhìn như là một sợi tóc, bình thường không có gì lạ nó đã bị ba đạo phong ấn cho trấn áp, hàng đêm lập tức phái ra quỷ dị si mộng. Si mộng duỗi ra xúc tu, quấn quanh ở trên sợi giống như là tóc quỷ dị. Nhưng một giây sau, cái kia quỷ dị đột nhiên phát lực, vậy mà cưỡng ép chọc thủng cái kia ba đạo phong ấn. Nó nhìn tinh tế, lại giống như là một cái lưỡi dao, trực tiếp đem si mộng cho chặt thành hai nửa. Ngay sau đó nó trực tiếp xuất hiện ở hàng đêm trên da đầu, lẫn vào trong mái tóc dài của hắn. Hàng giả cương lấy lại tinh thần, linh hồn quý vị, cũng cảm giác toàn thân trên dưới cũng bắt đầu lông dài không đầy một lát, hắn liền thành một cái mau cầu. Mặc kệ hắn như thế nào thu hạ bao nhiêu, mau đều có thể lập tức mọc ra. Hơn nữa lông tóc sinh trưởng tốc độ thật là đáng sợ, hắn nhìn thấy đã có lông tóc rủ ở trên mặt đất. Lúc này, quỷ dị cũng đánh tới trong thức hải của hắn, chuẩn bị thôn vệ thần hồn của hắn. Nhờ vào lão thôn trưởng cho ma hồn đan, hàng đêm thần hồn cường độ bạo tăng. Hắn bây giờ hồn thể, đã là rực rỡ màu vàng, cường độ cao vô cùng. Quỷ dị tự hồ có chút do dự, muốn từ hàng đêm thức hải bên trong thoát đi, trở lại đại ma thần thân thể. Nhưng ngay tại nó quay đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện mình đụng phải một tầng hàng rào. Xa xa hàng đêm mắt lạnh nhìn nó, lẩm bẩm nói ta đã dùng đạo thứ tư phong ấn, đem ở đây phong tỏa. Hôm nay hoặc là ngươi diệt ta, hoặc là ta chinh phục ngươi. Hàng đêm thật vất vả mới khiến cho nó từ đại ma thần trong thân thể kéo ra ngoài, cũng sẽ không để nó cứ như vậy chuồn đi. Hàng đêm cử động không thể nghi ngờ chọc giận tới quỷ dị, nó cũng không có ý định chạy trốn trực tiếp cứng rắn đi qua. Vậy thì tới đi hàng đêm cũng nên đón tiếp lấy, cùng nó bày ra một hồi đánh giằng co. Này quỷ dị trước kia chỉ là vận khí tốt, chui chỗ trống. Dưới tình huống không có người chú ý, đem đại ma thần thân thể chiếm giữ, mà không phải tại đại ma thần linh hồn còn tại thời điểm chiếm đoạt. Bằng không cái loại tầng thứ này quỷ dị, 10 cái hàng giả đô không đủ nó đánh. Mặc dù đã có thu phục quỷ dị kinh nghiệm, nhưng quá trình này vẫn như cũ gian khổ. Gia hỏa này cường độ muốn so xi si mộng cao một chút, khó đối phó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một khắc đều vô cùng dày vò. Hàng đêm hồn thể dần dần ảm đạm, quỷ dị công kích cũng dần dần chậm dần. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hàng đêm bỗng nhiên mở mắt, tinh thần phấn chấn. Trận này đánh dằn co kết quả sau cùng hay là hắn thắng. Trên người hắn thêm ra lông tóc, lập tức rụng, cơ thể lại khôi phục bình thường. Hắn tâm niệm khẽ động, triệu hoán ra cái kia giống lông tóc quỷ dị. Hàng đêm mặc dù không có ở quỷ dị đồ dám nhìn lên đã đến có liên quan thứ này ghi chép. Bất quá thứ này so si mộng cao cấp hơn, nắm giữ mịt mù ý thức, nó tự hồ gọi là không rõ chi mau. Công kích của nó phương pháp chính là bám vào tại mục tiêu trên thân, không ngừng lông dài, thẳng đến sinh mệnh khô kiệt. Những thứ này mọc ra mau, kỳ thực là thân thể tinh hoa, không thể ngăn cản nó mà nói, không bao lâu nữa liền sẽ bị mài cơ hờ kết. Cuối cùng làm xong. Hắn khẽ nhả một hơi, hướng về đại ma thần thân thể đi đến. Bộ bảo thể này có bao nhiêu lợi hại, hàng đêm khuya có lĩnh hội. Nếu là cầm về nhà cho Alice luyện chế thành khôi lỗi, cái kia nhất định là một tôn đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Bất quá hắn cũng liền suy nghĩ một chút mà thôi, dưới núi những người kia không có khả năng để cho hắn mang đi di thể. Lại giả thuyết, hắn mặc dù bị cưỡng ép bắt đi vào, nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc. Không chỉ có tìm được rơi u thảo, còn học được trí cường phong ấn pháp, còn có cường lực ma hồn đan. Hắn đã đủ hài lòng, liền không tham bộ bảo thể này. Hắn lại tại bên trong tòa cung điện này vơ vét một hồi, nhưng mà không có gì thu hoạch. Thế là thế là hắn liền kiên đại ma thần thân thể, trực tiếp xuống núi. Đầu thôn, lão thôn trưởng còn có một đám thôn dân chính ở chỗ này mong mỏi cùng trong mong. Mặc dù bọn hắn thường xuyên cũng là thất vọng mà về, nhưng lần này không giống nhau. Lão thôn trưởng đem ma hồn đang đều đưa ra ngoài, đây là một hồi đánh cược. Ma hoàng cũng tại trong đó, nàng kỳ thực trong lòng đã nắm chắc. Hàng đêm đã đi 7 ngày 7 đêm, mặc dù còn chưa có trở lại, nhưng lại không cờ hờ kết. Đã lâu như vậy cũng chưa cờ hờ kết, tám thành là có hy vọng. Hừ. Chờ rời khỏi nơi này, xem ta như thế nào thu thập ngươi tiểu tặc này cũng dám đem tất thối nhét trong miệng ta còn dám quất ta đơn giản lẽ nào lại như vậy nội tâm của nàng hừ hừ nói lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở trước mặt mọi người hàng đêm trở về còn một cái tay nâng một bộ quan tài bộ dạng này trong quan tài tự nhiên là đại ma thần thân thể lão thôn trưởng thấy vậy nước mắt tuôn đầy mặt kích động đến thẳng ngừng lại quải trường những thôn dân khác cũng tại nhảy cẩn hoang hô hưng phấn đến ngao ngao kêu to lão thôn trưởng mang theo đại ma thần di thể đi tới tế đàn nâng hai tay lên hô to cốt sát đại nhân ngài nhìn ma thần hoàng tôn thể chúng ta mang về tại bên ngoài chạy trốn đưa tan giả tự hồ nghe được lão thôn trưởng âm thanh hắn ngừng chạy lẳng lặng mà ngồi trên mặt đất đem quan tài để ngang trước người hắn mở ra quan tài hàng đêm còn có các thôn dân từ lập tức liền đi tới ngoại giới